Kết thúc một tuần giao dịch vận động có thể nói là cực kỳ chán nản của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà VN Index liên tục những phiên test cung, test cầu trong một cái biên độ mà hệ thống đánh giá đây là những cái vùng tạo đáy chán nản của thị trường, với một cái yếu tố giao dịch duy trì ở một cái thanh khoản cấp đâu đó chỉ tầm quanh 10 và 12 ngàn tỷ của thị trường. Thì công qua những cái yếu tố như thế này thì chúng ta cũng thấy được là gì, bản chất khi mà hiện tại trên thị trường chứng khoán 10 nhà đầu tư thì hết sẽ 9 người rất chán nản về thị trường, thì bản chất theo quan điểm của mình đó mới là những cái thời điểm cơ hội của thị trường. Cho nên thời điểm này bản chất ai cầm tiền thì họ cũng sẽ chưa có dám quay trở lại mua ngay, ai mà đang cầm cổ phiếu thì cũng đang trong những cái tâm lý gọi là thấp thỏm, tại vì thị trường đang trong những cái giai đoạn cực kỳ mỏng manh và rất sợ những cái cổ phiếu giảm. Cho nên buổi video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá lại những cái vận động của các cổ phiếu, đặc biệt là kịch bản nào cho thị trường ở trong tuần sau. Và một câu hỏi mà ngày hôm qua em nhận được rất nhiều những cái ý kiến của anh chị mình hỏi em là liệu dòng ngân hàng, sóng của dòng ngân hàng đã kết thúc hay chưa và dòng ngân hàng đã đạt đỉnh hay chưa. Thì theo quan điểm của chị nhà đầu tư mình, ai đang cầm cổ phiếu ngân hàng thì mọi người để lại phím một nếu như dòng ngân hàng đây chỉ là những quá trình điều chỉnh để đi lên. Còn theo anh chị mình thì dòng ngân hàng đã đạt đỉnh và kết thúc chu kỳ thì mọi người để lại phím 2 trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau có những cái quan điểm chia sẻ về thị trường chứng khoán. Thì xin chào tất cả những chị nhà đầu tư mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ bảy, một ngày cuối tuần, thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để từ đó đưa ra những góc nhìn về thị trường đến với tất cả những anh chị nhà đầu tư mình. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Cảm ơn chị nhà đầu tư mình rất nhiều. Thì cái lời đầu tiên thì mọi người cho anh xin phép là trong cái buổi video này thì cái tình trạng sức khỏe của em nó cũng không phải gọi là tốt lắm, khi mà mình cũng đang trải qua một vài cái yếu tố gọi là có thể gọi là bị cảm ấy, tại vì thời tiết gần đây anh chị mình cũng biết là cũng mưa nắng gọi là thất thường ấy. Cho nên video này thì nếu như mà có những cái âm thanh mà nó không được tốt á thì cũng hy vọng là mọi người cũng bỏ qua ấy. Còn cái phần yếu tố đầu tiên anh chị mình thấy bản chất hôm qua là một cái phiên vận động mà khi mà chúng ta đánh giá về những cái yếu tố về cung cầu thì nó sẽ không mang một cái độ chính xác cao. Tại vì sao anh chị? Tại vì thị trường vào sau 2 giờ ngày hôm qua và đặc biệt là trong ATC thì nó có những cái trạng thái gọi là cơ cấu quỹ. Thì cái cơ cấu quỹ nó sẽ thường xuất hiện vào ngày thứ sáu của tuần cuối cùng của tháng. Thì đó chính là vận động của ngày hôm qua. Cho nên đâu đó nó dẫn tới một cái trạng thái là cung cầu của cổ phiếu nó sẽ tương đối bị nhiễu sóng. Thì cái độ phân tích của chúng ta nó sẽ không mang một cái yếu tố chính xác cao. Và những cổ phiếu nào mà nó bị điều tiết hoặc là nó giảm hay cái yếu tố cơ cấu á thì nó thường được trả điểm trở lại trong cái phiên ATO vào ngày thứ hai. Mọi người lưu ý kỹ ha. Đấy. Cho nên mọi người mà có đầu tư trên thị trường chứng khoán thì những cái trạng thái mà những cái phiên cơ cấu quỹ như thế này là những cái vận động có thể nói là hết sức bình thường. Nó tác động đến cái điểm số chung cũng như là cái yếu tố về khối lượng của thị trường. Cho nên chúng ta chỉ đánh giá về cái góc độ vận động tổng quan của VN Index để mình nhìn được cái bức tranh về sự tổng thể của thị trường. Thì rõ ràng anh chị mình thấy rõ ràng là gì? Trong đâu đó khoảng tầm hơn một tuần vừa qua, sau những cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh, thì trong ngắn hạn khoảng tầm một tuần vừa rồi anh chị mình thấy thị trường nó tạo được một cái vùng biên, thì hệ thống đánh giá đây là một cái vùng tạo đáy trong những quá trình chán nản của thị trường. Thì nó sẽ liên tục với những cái phiên gọi là hồi lên test xuống, hồi lên test xuống, gọi là quá trình kiểm tra những cái lượng cung, kiểm tra những cái yếu tố về cung cầu của thị trường. Và cái yếu tố quan trọng trong một quá trình mà anh chị mình thấy thị trường tạo được những cái vùng cân bằng mà nó đi kèm với những cái yếu tố gọi là thanh khoản thấp á, thì đó là một trong những cái tín hiệu cực kỳ tích cực của thị trường chung. Tại vì nó không xuất hiện những cái yếu tố bán tháo, nó không xuất hiện những cái trạng thái duy trì. Và hôm qua bản chất thị trường mặc dù nó giảm 9 điểm đi, nhưng mà anh chị mình thấy rõ ràng là gì, nó bị yếu tố điều tiết trong cơ cấu quỹ và cái yếu tố giảm điểm từ cái cổ phiếu trụ. Còn vận động chung của thị trường trong thời điểm này thì nó sẽ phân hóa, mọi người lưu ý kỹ, cho nên mà phải tập trung nhiều hơn một cái danh mục của mình. Khi mà thị trường đã có những cái tín hiệu gọi là cân bằng đấy, cái quan trọng là danh mục anh chị mình đang cầm những cái cổ phiếu nào. Và đặc biệt mặc dù nếu mình xét ở một góc độ về điểm số thì nó vẫn chưa có nhiều những cái vấn đề để mà chúng ta phân tích, nhưng mà anh chị mình sẽ thấy được là gì, trong vận động của tuần này đặc biệt nó xuất hiện một cái tín hiệu về một cái dòng tiền mới, và cái dòng tiền này nó chảy vào đúng một cái cổ phiếu mà em nói chị mình đây là cổ phiếu then chốt của thị trường, là một cái cổ phiếu mà có thể gọi nó sẽ là cú cắm cho VN Index, tín hiệu cho thị trường để thị trường đi lên trở lại trong vận động của tuần sau và thời gian tới, đó chính là cổ phiếu của CTG. Mọi người lưu ý kỹ thì cái đầu tiên á, khi mà anh chị mình phân tích về những cổ phiếu như CTG từ những cái vùng đáy của thị trường trong tháng 8 thì đây là những cổ phiếu xuất phát đi lên đầu tiên. Cái thứ hai, và nó tạo cho một cái cổ phiếu của dòng ngân hàng nó có những cái quá trình xuất phát đi lên, gọi là cổ phiếu leader trong con sóng của dòng ngân hàng trong xuyên suốt khoảng tầm 2 tháng vừa qua. Đây là cổ phiếu về đỉnh cũ trước anh chị nha,
và nó có những cái yếu tố đi lên trước, những cái cây xác nhận của những cổ phiếu như CTG này. Sau quá trình đi lên trước thì nó có yếu tố gọi là cân bằng trước, và nó cân bằng trước thì nó sẽ có những yếu tố rũ bỏ và điều chỉnh trước so với mặt bằng chung các cổ phiếu còn lại trong dòng ngân hàng. Thì cái nguyên tắc một cổ phiếu leader thì nó như là một con sói đầu đàn, tất cả những cái vận động lúc nào nó cũng sẽ đi trước. Thì rõ ràng anh chị mình thấy trong cái phiên vận động của ngày 24 tháng 10, thời điểm này là anh chị mình nhìn STB bắt đầu nó có một cái phiên chỉnh khoảng tầm 7%. Nhưng mà CTG là một cổ phiếu mà khi ra chỉnh trước thì nó có yếu tố hồi phục và rút chân trở lại. Thì chúng ta gọi đây là những cái phiên gì? Stopping Volume 3. Nó bắt đầu những cái tín hiệu test đáy. Và cái phiên thứ 5 tuần này chính là một cái phiên bắt đầu nó tạo một điểm pivot. Mọi người lưu ý kỹ nha. Hôm qua nó bị cơ cấu quỹ cho nên nó bị đóng cửa giá đỏ thôi. Chứ đa phần anh chị mình thấy xuyên suốt trong phiên, đặc biệt là sau 2 giờ, CTG nó có những yếu tố về hành vi giữ giá cực kỳ tốt sau một cái phiên pivot. Sau quá trình test đáy thành công nè, pivot nè, thì nó xác nhận cho CTG kết thúc đi những cái quá trình điều chỉnh. Và đâu sau những quá trình cân bằng nè, dòng tiền vào nè, thì đây chính là một cái điểm mua đầu tiên với những cổ phiếu như CTG. Thì mình thấy đây là một tín hiệu cực kỳ tốt của thị trường. Tại vì sao? Dòng tiền nó chảy vào đúng dòng. Tại vì ngân hàng là một cái dòng đã có sóng và dòng tiền nó đã vào các cổ phiếu trong dòng ở trong một cái nhịp chạy số 1. Đây gọi là nhịp chạy số 1 nên chị. Hai cái cổ phiếu đều có những hiệu ứng gọi là vượt đỉnh. Sau đó nó cân bằng là một cái pha BU, một cái quá trình nền tái tích lũy và nó rũ xuống, nó kiểm tra cung cầu và tạo được cái vùng kiệt về thanh khoản. Cái thứ hai là dòng tiền tiếp tục đi vào. Đây là một cái trạng thái về dòng tiền mới. Cho nên em đánh giá với chị mình trong tuần sau, mọi người sẽ thấy những cái cổ phiếu như CTG nó chỉ cần giữ được một cái phiên pivot này nè, xác nhận pivot thành công nè và nó xuất hiện một cái cây bùng nổ, thì đó sẽ là tín hiệu tiếp tục CTG nó kéo cho cả một cái dòng ngân hàng đi lên và bước vào một cái nhịp chạy số 2. Cho nên em nói chị mình dòng tiền nó chảy vào đúng dòng. Cái thứ hai là nó chảy vào đúng cổ phiếu. Đấy, đó mới là điều quan trọng để cho anh chị mình cần đánh giá. Tại vì VN Index khi mà mọi người nhìn về quá trình tổng thể á, nếu như mà anh chị nào nói đây là một quá trình đau chen á, thì em sẽ không đồng tình. Tại vì sao? Rõ ràng đây là giai đoạn thị trường sideway. Cho nên anh chị mình nhìn vào điểm số của thị trường chung á, mọi người sẽ không đánh giá chính xác được vận động của các dòng các ngành cổ phiếu bên trong. Mọi người lưu ý kỹ á. Cho nên thời điểm này á, để mà đánh giá chính xác á, thì anh chị phải đánh giá vào cái điểm số của nhóm VN30. Khi mà rõ ràng anh chị mình nhìn nè, cái nhóm VN30 xu hướng là xu hướng tăng. Cái thứ hai là anh chị mình thấy nó đang có quá trình tích lũy lại. Thì đây gọi là có quá trình gọi tích lũy một cái nền kênh trên sau cái giai đoạn vượt đỉnh. Và cái nhịp vượt đỉnh này nó có sự đồng thuận của sóng dòng ngân hàng, dòng tiền chảy vào rất mạnh các dòng cổ phiếu ngân hàng từ STB, CTG, ACB, Tiên Phong Bank, MSB, Techcombank, các cổ phiếu ngân hàng đều lôi kéo nhau vượt đỉnh trong nhịp chạy số 1. Thì nó đại diện cho cái nhóm điểm số VN30. Sau đó bước vào quá trình tích lũy lại theo một cái diện gọi là cái pha BU trong một cái mô hình VSA á. Thì anh chị mình sẽ biết đây sau quá trình pha DSOS vượt đỉnh nè, nó bước vào quá trình LBS test cung test cầu trong một cái pha BU. Thì đó là một trong những cái vận động hết sức bình thường trong cái mục đích, trong một cái vùng tích lũy một pha BU á. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là hành vi gom hàng của tổ chức. Thì cái nguyên tắc trong hành vi gom hàng là khi họ càng thu gom, khối lượng phải càng ngày càng khắp đi. Cho nên em nói chị mình cái vùng test cung test cầu đây mà chị mình chỉ cần nhìn vào khối lượng khắp á, thì đó là một cái tín hiệu gom hàng cực kỳ bài bản của tổ chức. Mọi người lưu ý kỹ nhé, thấy coi nó sẽ chưa lên ngay, nhưng mà mình chỉ cần nhìn một cái tố thanh khoản khắp thì đó là một cái tín hiệu tốt của nhóm cổ phiếu VN30 đại diện nói chung và nhóm dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng nói riêng. Cho nên quan điểm của mình khi mà VN Index, nếu mà anh chị mình xét về điểm số nha, mà dưới 1.300 điểm á, thì em vẫn luôn nói với anh chị mình là phải tập trung đánh vào sóng ngành, tập trung đánh vào sóng dòng. Tại vì đó là cái dòng đã có dòng tiền thì cái độ an toàn, độ bền vững nó cực kỳ lớn. Đấy, tại vì sao? Khi mà sóng dòng, dòng tiền đã chảy vào cả dòng, rất khó để mà tổ chức họ thoát ra ngay. Để mà setup cho một con sóng của dòng ngân hàng đi lên á, không phải đơn giản khích là lên. Mọi người lưu ý kỹ, tổ chức phải trải qua vài tháng gom hàng, thậm chí cả hơn một năm để gom hàng, thì sau đó không mới đổ tiền vào đánh. Thì để mà phân phối ngay một lần dòng sóng dòng ngân hàng mà nó kết thúc ngay á, em nói chị mình rất khó. Nó giống như là gì? Nó giống như là một cái câu chuyện mà chúng ta kể với nhau rất nhiều về sự khác biệt giữa một cổ phiếu riêng lẻ đại diện cho một chiếc đũa. Anh chị muốn bẻ thì rất dễ. Ví dụ như DBG, muốn bẻ nó dễ lắm anh chị. DBG nè, muốn bẻ nó rất là dễ. Nó bị test hai đỉnh rơi up hết hai cây. Nhưng mà để một cái sóng dòng mà nó kết thúc, để một cái bó đũa mà để bị bẻ gãy được á, em nói chị mình là cực kỳ khó, phải cần một cái máy cưa chứ mà một cái lực tay của một người bình thường rất khó để bẻ gãy được một cái bó đũa. Thì đó là câu chuyện của sóng dòng. Đó là vì sao em nói chị mình đó là sự an toàn. Cho nên chúng ta phải tập trung vào sóng ngành, sóng dòng. Mà một sóng dòng mà em nói chị mình một cái dòng mạnh nhất của thị trường mà khi mà nó chết á, thị trường này cũng không còn gì để cho anh chị mình đầu tư. Em nói cầm cổ phiếu nào nó cũng sẽ rơi thôi. Lưu ý kỹ cho anh chị mình, cầm một cái dòng khi mà thị trường lên nó sẽ lên mạnh nhất. Mà khi mà trường hợp xấu nhất gọi là 10% và hiên nga đen á, đây cũng là sẽ là một cái dòng mà nó rơi cuối cùng. Cho nên chị mình yên tâm với những cái chiến lược mà trong hệ thống bên em. Vì sao em cho những chị nhau tụi mình vẫn tiếp tục cầm nắm với các cổ phiếu của dòng ngân hàng trong một cái nhịp điều chỉnh vừa rồi của thị trường chung? Mọi người lưu ý kỹ nhá. Đấy, cho nên khi mà đánh giá chúng ta phải đánh giá với chị một cách nó khách quan. Đó, chứ mình không có đánh lan man, mình không đánh lan man vào các cổ phiếu mid cap, mình không đánh lan man vào các cổ phiếu còn lại, và đa phần 80% tài sản của hệ thống bên em tập trung vào các cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đấy, trên chủ
yếu tố bây giờ chúng ta phải tập trung đánh giá xem mà dòng ngân hàng nó xuất hiện những cái vận động như thế nào, thì đó mới là cái điều quan trọng để cho anh chị mình đánh giá kỹ ha. Đấy, cho nên bản chất em đánh giá với chị mình, ví dụ như thị trường của chúng ta trong tuần sau đi, thì sau những phiên cơ cấu quỹ thì bản chất nó vẫn trong một cái vùng biên, gọi là vùng cân bằng thôi. Đấy, thì VN30 cũng vậy, VN30 đây anh chị mình thấy không, nó vận động trong một cái biên gì, biên biên một cái pha BU ấy, và biên trên biên dưới nè, biên trên nè, biên dưới nè, biên trên nè, biên dưới nè anh chị mình thấy không. Thấy đâu bây giờ nó về vùng biên dưới và nó có những cái trạng thái gọi là kiệt về khối lượng, thì có thể ví dụ như thứ hai đi, nó tạo cái phiên điều chỉnh, sau đó nó quay trở lại ngay. Em nói chị mình lưu ý nè, riêng thị trường của chúng ta vào tuần sau, vào thứ hai, ví dụ trường hợp nó xuất hiện một cái điểm rũ ở đây vẫn có, nó khủng cái vùng hỗ trợ vẫn có, nhưng khi khủng ở đây em nói chị mình sẽ lập tức quay trở lại vào về biên trên. Cho nên cái điểm rũ ở đây nè, nhiều anh chị mình sẽ nói xuất hiện nó sẽ là rủi ro, nhưng đối với góc nhìn của em, nếu như mà xuất hiện cái cây rũ này thì em nói chị mình đó là cơ hội. Tại vì sao? Nó sẽ tạo cho anh chị mình một cái điểm mua sớm ở những cái vùng chiết khấu tốt của cái cổ phiếu khi mà nó tạo một cái cây kích bán. Tại vì em nói chị mình luôn, kịch bản thời điểm này của thị trường, cái tâm lý đại đa số nhà đầu tư cực kỳ chán nản và nó luôn luôn mang tính chất là đề phòng rất là cao, đặc biệt là sự nhạy cảm rất lớn. Em nói thật anh chị mình, nhìn qua cái kênh YouTube hiện tại, cái số lượng người xem mà theo dõi về chứng khoán đó rất là ít, chắc không phải là, có thể nói là ít nhất trong đó khoảng tầm hơn một năm đổ lại đây, thì đó cũng thể hiện là cái sự chán nản của thị trường nó rất là lớn, thì thường nhà đầu tư sẽ không để ý nhiều. Nhưng đây mới là thời điểm cơ hội nè anh chị. Còn bản chất lúc nào mà đám đông ai cũng nói về thị trường, ai cũng nói về cơ hội, ai cũng nói về điểm này điểm kia mua, thì đối với mình đó không phải là thời điểm mua tốt nhất. Cho nên thời điểm mua tốt nhất hiện tại đang dần xuất hiện là thời điểm này, khi mà đã có CTG là con đầu đàn, một cổ phiếu then chốt xác nhận đi lên trước, thì phần còn lại là anh chị mình nên tập trung vào cái cổ phiếu sâu rũ bỏ, test lại thành công, kiệt thanh khoản dòng tiền vào, thì đó chính là một cái bộ ba về cái tín hiệu điểm mua tốt nhất của thị trường để nó xuất hiện. Mọi người lưu ý kỹ nhé. Còn trường hợp ví dụ nó có rủ, ví dụ VN30 và DNS được cũng vậy, ví dụ tuần sau đi, thứ hai đi, nó có một cái phiên mà nó rủ xuống, thì em nói chị mình đây nó xuất hiện, em sẽ đưa cho anh chị một cái điểm mua trong hệ thống. Cho nên chị nào mà trong hệ thống bán hàng bên em, mọi người yên tâm về cái vận động của thị trường. Đấy, bản chất em xác nhận sóng dòng ngân hàng nó vào, đó là một trận đánh lớn, thì quan trọng nhất là chúng ta phải kiên nhẫn. Mọi người lưu ý kỹ. Đấy, và cái độ kiên nhẫn của mình thì nó có những cái lý do, chứ không phải là mình kỳ vọng bừa, mình kỳ vọng ảo. Như ví dụ bây giờ nó chị mình cầm con Đạt Phương đi, mà anh chị mình kỳ vọng con này nó lên tầm khoảng đỉnh cũ là quanh vùng 62, thì đây mới gọi là kỳ vọng ảo nè. Anh chị biết tại vì sao? Nó có hai cái update, nó có hai cái update. Hoặc là chị mình cầm TCH đi, mà anh chị mình kỳ vọng con này nó về lại vùng 21 nè, thì đây mới gọi là kỳ vọng ảo. Tại vì sao? Những cái này xu hơi giảm. Đấy, còn em nói bây giờ chị mình cầm CTG, mọi người kỳ vọng nó về đâu? Nó về 37 được không? Được chứ sao không? Nó là xu hướng tăng, nó là kênh trên, nó là sóng dòng, nó có dòng tiền. Mọi người cầm những cái diện cổ phiếu như Tiên Phong Băng đi, anh chị mình kỳ vọng con này bây giờ nó chí ít nó về 20 được không? Được chứ sao không? Tại vì sao? Nó đang ở nền tích lũy kinh trên, đang trong một cái dạng gì? Một tích lũy cái nền BU sâu vượt đỉnh nè, tạo một cái pha BU nè. Mọi người lưu ý kỹ. Cho nên đó là sự kỳ vọng, nó phải đi theo những cái yếu tố về dòng tiền và cung cầu. Còn một cổ phiếu cắm đầu đi xuống, xu hướng giảm mà chị mình kỳ vọng nó lên thì rất khó. Cho nên thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại là nó đang tính chất gọi là phân hóa. Thì quan trọng anh chị mình là chọn dòng nào thôi. Hệ thống anh em thì vẫn nói chị mình trong 2 tháng vừa qua, 3 tháng vừa qua mình vẫn tập trung với cái cổ phiếu của dòng ngân hàng. Có thể là những cái điểm mua trong khoảng thời gian trước là mình có lãi, dù điểm mua sớm gì có lãi, dù CTG đi, những cái điểm mua sớm nè quanh vùng 33-34 thì đây mình cho anh chị mình mua là nó có lãi. Hoặc là một vài cổ phiếu dù mua sâu, ví dụ như Tiên Phong Banh là mình bị lỗ nè, ví dụ em cho anh chị mua quanh một cái biên nền đó nè, thì có thể hiện tại mọi người sẽ lỗ đó khoảng tầm rơi khoảng tầm 2-3% hoặc 4%, thì cái điều đó lãi lỗ là mình nói anh chị mình nó rất rõ ràng trong hệ thống khách hàng. Ví dụ ở đây em có thể cho anh chị mình xem nè, ví dụ cổ phiếu CTG mà mua nhịp trước nè thì nó vẫn có lãi. Hôm thứ ở đây mình có gia tăng thêm nè CTG, ví dụ cái xác nhận này pivot nè, đúng điểm mua, em tự tin cho anh chị mình mua thêm nè. Đấy, thì cái giá vốn nó đội lên thôi. Hoặc là một vài yếu tố như Tiên Phong Banh đi. Mọi người thấy không? Em có cho hệ thống em mình mua trong cái quanh cái nền này trước khi nó chỉnh xuống á, thì bản chất là mình bị lỗ trong ngắn hạn. Mình chỉ mới lấy mình thế một phần thôi và chuẩn bị nếu như mà xuất hiện cái điểm mà nó rủ một cái nữa, điểm gọi điểm watch out á, để nó loại bỏ tâm lý yếu của nhà đầu tư á, thì mình sẽ cho anh chị mua thêm một điểm. Cho nên mọi người không phải quá lo. Trên tinh thần là riêng với cổ phiếu của dòng ngân hàng chỉnh một cây nữa là để cho anh chị mua thêm với những vùng chiết khấu tốt. Mọi người lưu ý kỹ nha. Cho nên lãi lỗ ở đây thì mình chia sẻ với chị mình rõ ràng đó. Hay cho nên anh chị nào mà ví dụ đang trong một cái trường hợp mình đồng quan điểm về các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì mọi người có thể về em hỗ trợ. Tại vì khi nào mình mua mình sẽ báo cho anh chị mình mua. Hoặc cái trường hợp mà dòng ngân hàng em tối với chị mình luôn, khi nào mà em bán em sẽ báo cho anh chị mình bán. Và quan điểm của mình với một con sóng dòng để mà nó muốn kết thúc được một cái chu kỳ, cái quan trọng nhất là nó phải có quá trình bán ra của tổ chức, nó gọi là hoạt động chạy nước rút, chứ không phải đơn thuần anh chị mình thấy nó chỉnh rồi nó rơi. Cho em nói chị mình luôn, nhiều anh chị mình nói về dòng ngân hàng đạt đỉnh, nhưng mà với góc nhìn của mình, quá trình đi lên của một cái sóng dòng nó điều chỉnh là bình thường. Anh chị mình nhìn vào những cái diện STB này, nó chỉnh cây anh chị mình thấy không? Nhiều nhà tư bỏ chạy này. Nhưng mà rõ ràng là gì, em vẫn cho anh chị mình cầm. Thì bắt đầu tuần này nó quay về nó test lại đỉnh cũ, thì nó test lại đỉnh cũ, nguyên tắc sẽ có những điểm nó rủ lại thôi.
Mọi người lưu ý kỹ cho nên dù trường hợp nó rủ là một cái anh chị mình lên thị trường sẽ có nhiều người nói với chị mình STP test hai đỉnh, không có đâu anh chị. Mọi người lưu ý kỹ, nó test một cái lên tiếp à, giống như FTS đó. Anh chị mình nhớ kỹ, em ví dụ cho anh chị mình rất là kỹ về những cái diện cổ phiếu như là FTS đấy. Bản chất khi mình đã từng trải qua rồi, giống như là một cái vận động viên bơi, khi mà họ đã có những cái kỹ năng thì họ nhảy xuống hồ xuống ao, họ có những kỹ năng để họ tồn tại được và họ không bị hoảng sợ. Nhưng ngược lại với một người mới, họ không biết bơi, khi mà xuất hiện những cái trạng thái gọi là họ nhảy xuống hồ xuống ao đi, thì họ sẽ rất dễ rơi một trạng thái bị chết đuối, họ càng vùng vẫy để tồn tại thì nó càng mất sức. Mọi người lưu ý kỹ, cũng giống như một cái cổ phiếu á, khi mà nó đang trong một quá trình đi lên á, nếu như chị mình hiểu về sóng dòng, một cái xu hướng tăng, dòng tiền đã vào rất khó để thoát ra ngay được, thì những cái phiên điều chỉnh như thế này mọi người có thể là mình biết được kiến thức, mình biết nó chỉnh là bình thường, thì mọi người bình tĩnh trong cái việc mà mình đưa ra quyết định thì mình vẫn tiếp tục mình nắm lại để sau đó là gì, nó rủ xong nó hồi lên nè, nó test lại nè, thì STP nó đang ở đây nên từng sau mọi người có thể thấy nó quay về nó test lại một cái là bình thường, sau test lại sao gì thì nó vẫn tiếp tục đi lên. Cho nên quan trọng nhất là mình có kỹ năng thì mình sẽ nhìn được cái cách cổ phiếu nó vận động như thế nào, cái hành vi tổ chức họ đang đánh giá ra sao, nó hồi lên một cái anh chị mình không, nó test lại nè, anh chị mình test lại mà anh chị sợ hai đỉnh bán ra, thì sau đó mọi người sẽ nhìn cổ phiếu nó đi lên đâu đó khoảng tầm vài chục phần trăm nữa, nó đi lên đâu đó khoảng tầm vài chục phần trăm nữa anh chị mình thấy không đấy. Cho nên em nói chị mình với cái sóng dòng ngân hàng á, thực ra thì mình đã đánh rất nhiều sóng dòng, từ sóng chứng khoán, từ sóng bất động sản, sóng ngân hàng, sóng thép trong quá khứ á, thì chung quy lại á, nó có một cái tín hiệu là để một sóng dòng mà nó kết thúc á thì nó phải bước vào quá trình chạy nước rút. Cho nên chị mình thấy không, sóng dòng chứng khoán ở đây nè, để nó muốn kết thúc được chu kỳ với những cổ phiếu như là FTS nè, nó phải có quá trình chạy nước rút nè, nó tạo sự hưng phấn cho nhà đầu tư nè, thì tổ chức không mới dễ bán. Còn trong những cái nhịp đầu đi lên nó chỉnh trong cái gần sàn, nó lên nó test lại, lên nó test lại, lên nó test lại, thì bản chất em nói chị mình có ai hưng phấn đâu mà bán ra, có ai hưng phấn đâu mà tổ chức họ phân phối. Cho nên quan điểm của mình, khi nào anh chị mình thấy dòng ngân hàng chạy nước rút thì lúc đó chúng ta mới nói với nhau cái câu chuyện của quá trình phân phối. Còn cổ phiếu nó tăng nó chỉnh là bình thường anh chị, mọi người lưu ý kỹ á đấy. Cho nên quá trình mà thị trường lúc này mọi người phải tập trung kỹ và nhìn vào cái cổ phiếu của dòng ngân hàng đấy. Cho nên em nói chị mình luôn CTG là tín hiệu đầu tiên nè, hoặc là Vietcombank nè. Vietcombank em qua tốt nha, bị ATC, bị cơ cấu nè, chứ bản chất em nói chị mình những cái cây pivot của Vietcombank sau quá trình gọi là test ba đấy nè, một là hai ba pivot dòng tiền vào kỳ thanh khoản chính điểm mua cực kỳ tốt. Thì khi mà em nói cho mình những cái dòng tiền pivot, dòng tiền thông minh mà nó chạy quay trở lại vào cái cổ phiếu lớn blue chip, những cổ phiếu đầu đàn như là ngọc trong ngân hàng đó, thì đó là thị trường em nói cho mình ở đây là thị trường quanh vùng đáy đó đấy. Còn trường hợp nó rủ một cây nữa thì em nói cho mình cây hôm sau là lập tức nó sẽ quay trở lại lên ngay đấy. Mọi người lưu ý kỹ, nó giống với những cái trường hợp trong quá khứ nè, anh chị mình nhìn vào những cái giai đoạn thị trường, ví dụ như là ở đây cũng vậy nè, ở đây cũng có một nhịp nè, một cái nhịp thị trường chỉnh một cái là giật lên ngay anh chị mình thấy không, nó chỉnh xuống nè, nó tạo ra cái vùng cân bằng nè, và anh chị mình nhìn giúp em là cái yếu tố kiệt về thanh khoản nè, nó rủ cái nè, xuất hiện cây rủ nè, và cái em sau lập tức quay trở lại và lên ngay anh chị mình thấy không, và thời điểm này xuất hiện sóng dòng của dòng ngân hàng đấy. Hoặc là anh chị mình nhìn vào những cái thời điểm của năm 2021 được cũng thật, nó tương tự anh chị, nó bình thường. Nói chung những cái trạng thái đó thì mình đã trải qua quá nhiều rồi đấy. Anh chị mình thử nhìn nè, cái thời điểm này nè, thực chất ở đây là quá trình downtrend của thị trường của anh chị nha, khi mà sóng của dòng ngân hàng nó kết thúc á đấy, nó khác quá bây giờ nhiều, nhưng mà để cho anh chị mình thấy được cái quá trình khi mà nó tạo được một cái vùng cân bằng nè, anh chị mình thấy quá trình hồi lên test cung test cầu và kia về khối lượng nè, nó xuất hiện một cây ép bán nè, cây này em nhớ không nhầm là xuất hiện một số yếu tố thông tin xấu, thì buổi sáng nó ra nó mở rắp đau, nó tạo yếu tố về sự hoảng loạn á, anh chị thấy kèm sau test cung đỡ cung lên luôn nè, stopping volume 3 nè, test lại và thị trường đi lên, xuất hiện sóng của dòng bất động sản ở đây. Mọi người lưu ý kỹ đấy. Cho nên trong cái quá trình mà tạo đáy á, cái điều anh chị mình cần nhìn á là mình phải thấy được đã có một vài cổ phiếu đạt những cái tín hiệu đi lên trước đấy. Ví dụ như trong thời điểm hiện tại em nói chị mình là CTG, mặc dù thị trường chưa có quá trình gọi là xác nhận tạo đáy thành công, nhưng mà CTG đã xác nhận trước rồi. Hoặc là tương tự với thời điểm là anh chị mình nhìn những cổ phiếu ví dụ như là STB, thời điểm này anh chị mình nhìn cái bộ nến của STB, mặc dù thị trường là cây rút chân thôi, nhưng mà STB nó đã tạo một cái phiên gọi là tạo đáy, nó test lại và xác nhận đi lên anh chị mình ha, sẽ có một vài cổ phiếu đưa cho anh chị mình cái tín hiệu đấy. Cho nên quan trọng nhất anh chị phải nhìn vào cái dòng có sóng để mà chị mình đánh giá. Còn chị mình nhìn vào những cái cổ phiếu ví dụ DBG để chị mình đánh giá thì nó sẽ không hiệu quả. Tại vì sao? Những con này có dòng tiền đâu, những con này nằm dưới đỉnh mà anh chị, nó làm gì có dòng tiền, nó làm gì đã có sóng đâu mà anh chị mình đánh giá những con này, thì nó bị sai mọi người ha đấy. Cho nên mọi người lưu ý, video ngày hôm nay thì mình phân tích với chị mà nó cũng ngắn gọn thôi, để cho mọi người nắm bắt cái quan trọng nhất là dòng ngân hàng đang như thế nào và mọi người có nên nắm lại hay không đấy. Ví dụ như ACB cơ cấu quỹ nha, cơ cấu quỹ nè, còn bản chất em nói chị mình chỉ cần thấy được cái vùng nó kiệt về khối lượng như thế này là cực kỳ tốt đó. Những cổ phiếu như BBB nè, riêng anh chị nào chơi chứ em nói chị mình con này nó đánh một cái hành vi cực kỳ bài bản đấy, một cái dạng nền đi ngang nè, gãy rũ nó test cung cầu kiệt về khối lượng nè đó. Còn riêng con này mà xuất hiện một cây pivot chính là siêu điểm mua đó chị nha đấy. Những cổ phiếu CTG lên rồi đấy, đánh giá với chị mình nhiều rồi đúng không, những cổ phiếu dùng MB cũng vậy nè, có cơ cấu quỹ đúng không, em qua cơ cấu quỹ nè, nó bán ngược xuống mắt đâu khoảng tầm 1% nè. Cho nên vì sao em nói chị mình hôm qua cơ cấu quỹ thì cái độ đánh giá về cung cầu nó sẽ không mang cái tính chất về về cái yếu tố là đúng nó cao, tại vì nhưng mà bản chất anh chị mình nhìn về tổng thể
thì mọi người sẽ thấy được cái yếu tố về khối lượng này nó cũng thấp này đấy. Cho nên đó, với anh chị mình, danh mục bên tụi em thì cầm dòng ngân hàng không à, cho nên bây giờ phải tập trung phân tích với anh chị mình về dòng ngân hàng. Cho nên vì sao mà em nói chị nào mà cầm chung với quan điểm bên em dùng ngân hàng á, thì chúng ta phải về đồng hành với nhau, tại vì đó là đồng điệu và cái quan điểm, thì mình sẽ dễ dàng hướng dẫn cho anh chị mình kể cả mua kể cả bán, ví dụ mua thêm như thế nào. Cho nên trong tuần sau mình đã đưa ra hết những cái kế hoạch kịch bản cho Rum rồi, trường hợp nó chỉnh xuống một cái nữa mình sẽ làm gì, trường hợp nó test thành công nó đi lên thì mình sẽ làm gì. Đầu tư lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái kế hoạch, chứ bản chất em xưa giờ là mình không có nhảy ra nhảy vào, mình cược vào con sống của dòng ngân hàng. Ví dụ trường hợp sai mình chấp nhận bán một lần, chứ không phải là bán ra nhảy vào, mua vào bán ra liên tục làm nó chị mình còn lỗ nặng hơn. Ví dụ ngân hàng kết thúc chu kỳ, tất cả cái cổ phiếu trong dòng ngân hàng bị một cái update, thì thời điểm đó em sẽ cho anh chị mình bán. Ví dụ như để mà update dòng ngân hàng nè, em cho anh chị một cái kịch bản nè, con CTG nó phải kéo lên đây nè, để làm gì, nó lôi kéo là nhu cầu tham gia của nhà đầu tư đang cầm tiền, sau đó nó xuất hiện một cái cây update ở phía sau, cả dòng ngân hàng bị bán tháo một cái update thì ở đó nó mới rơi. Thậm chí em nói chị mình những cái cổ phiếu như là gì, như là Tiên Phong nè, như là Tiên Phong Banh nè, bây giờ ở đây để phân phối được con gì rất là khó, tại vì sao, vùng cân bằng tạo đáy chán nản, bây giờ nó chỉnh một cây nữa là nhà đầu tư chỉ có bán nữa, chứ không ai dám mua, nó sẽ giật lên ngay, nó giật lên thậm chí nó vượt luôn đỉnh nè, để làm gì, nó lôi kéo những nhà đầu tư cầm tiền vô đây mua nè, thì ở đây sự FOMO hưng phấn nó cao, tổ chức không mới dễ mà phân phối, thì sau đó một cái update ở đây nè mới cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm anh chị nha. Đó là kịch bản xấu nhất mà em đưa ra cho anh chị mình đó. Tại vì vượt đỉnh ở đây là vượt đỉnh thất bại, UT trong pha bơi nè, thì nó update một cái kiểu gì nó cũng sẽ khủng đáy về N15 luôn đấy. Đó kịch bản xấu nhất em đưa ra cho anh chị mình, hoặc là chị mình nhìn vào những cái diện trong quá khứ nè, em nói khi mà khi Nga đen mà nó xuất hiện nha, những cái diện cổ phiếu thì nói chị mình như VB băng nha, nó kéo một nhịp vượt đỉnh, anh chị mình nó kéo nhịp vượt đỉnh ở đây nè, khi bắt đầu thị trường xuất hiện những cây bán tháo nè, dòng ngân hàng nó giữ giá tốt cực kỳ tốt, sau đó anh chị mình thấy không, thị trường cân bằng là một cái nó kéo một nhịp vượt đỉnh, nó lôi kéo hết những nhà đầu tư nào cầm tiền vô đây mua chết trên đây là mức chết nặng. Còn bây giờ nó chỉnh xuống, bây giờ tổ chức họ bán cho ai, họ bán cho ai anh chị, có ai dám mua đâu mà tổ chức họ phân phối. Hay còn VB băng đi test đáy, hành vi test đáy anh chị mình không, hồi lên là test lại nè, bắt đầu thứ hai mà nó tạo cây đỡ cung lên xác nhận dòng tiền là điểm mua đấy, lưu ý kỹ một vài cổ phiếu ví dụ như VIP là vùng này em nói chị mình là không đánh giá được, tại vì mọi người biết vì sao, vùng này cái yếu tố gọi là gì, yếu tố về hỗn hận giao dịch của các tổ chức nó nhiều quá, có khối lượng có thể nó bị bo cung rồi. Cho nên trong cái vùng này mình không đọc được cái cung cầu của cổ phiếu như là VIP, cho nên không đánh giá được với mọi người đấy. Techcombank test đáy, hồi lên test lại nè, quá trình test đáy cực kỳ tốt chứ đâu có xấu đâu anh chị đấy. Một quá trình STB test đỉnh, test đỉnh test lại một cái nữa, test thành công một cái nó xác nhận là gì, vào nhịp đánh mới đấy. Cho nên vì thế anh chị mình đánh được với em với những cổ phiếu như STB thì mọi người không phải quá lo đó, em vẫn nắm tới bây giờ, quan trọng nhất cái mục tiêu của những cổ phiếu như STB ấy, thì mình đặt những cái kỳ vọng là phải tầm 50, chứ không phải là kết thúc quanh những cái vùng 35 rồi đó. Đấy, đây có thể lình xình tất tức lũy lại là bình thường anh chị. Sau những cái bán khối lượng lớn nè thì cổ phiếu nó thường sẽ bước vào những quá trình gọi là cân bằng hấp thụ lại lượng cung, cho nên sẽ lình xình đi trong cái biên độ này. Mọi người lưu ý kỹ coi nó test về lại 34 33 cũng là bình thường, đó là không có yếu tố gì để mọi người quá lo lắng đâu. Đấy, một vài cổ phiếu ví dụ tiếp theo đi anh chị mình nhìn vào những cái diện cổ phiếu như ví dụ như là con OCB này, thì bản chất con này là nó chưa đi lên nha, thì cái chuyện mà nó gãy là bình thường, tại vì sao, con này chưa đi lên, nó chưa vượt đỉnh nè anh chị mình thấy không. Cho nên vì sao ví dụ dòng ngân hàng em cho anh chị mình đánh á, là chúng ta phải đánh những cổ phiếu đã xác nhận đi lên thành công trong một cái nhịp một là phải vượt đỉnh, dù ACB vượt đỉnh anh chị mình thấy không, CTG nó đã xuất phát ra con leader luôn, CG là con leader luôn đấy. Những cổ phiếu ví dụ Tiên Phong tích lũy kênh trên, thậm chí cả MSB tụi em mua cũng đang lỗ anh chị, cho nên lãi lỗ mình nói với chị mình rõ ràng đấy, mình mua những cái nền trên nó đang bị lỗ đấy. Nhưng bản chất anh chị mình nhìn nè, cái xu hướng của những cái diện cổ phiếu như MSB nó là đâu, là kênh trên anh chị mình thấy không, là cái kênh trên này em nói chị mình nó rủ xuống, nó chỉnh xuống mà cái khối lượng nó mang tính chất là gì, như thế này là tín hiệu tốt anh chị thấy, khối lượng càng chỉnh càng hấp dần đó anh chị mình thấy không, có nghĩa là nó thiếu sự nỗ lực giảm giá thành công. Cho nên ví dụ như trường hợp ở đây mà ví dụ như qua tuần đi em nói chị mình mà con MSB mà nó có rung một cái nữa nha, quanh dưới cái vùng 12 làm cho anh chị mua thêm, để trường hợp gì em nói chị mình những con này muốn phân phối nó sẽ quay về test hai đỉnh trên đây nó mới rơi được nè. Mọi người lưu ý kỹ đấy, nó phải test về vùng đó anh chồng 13.1 3.3 này nè nó mới rơi, uphold ở sau nó mới rớt. Còn trường hợp ví dụ nó đi lên thành công, nó rủ xong nó vượt đỉnh nó chạy tiếp là bình thường. Cho nên bản chất những cái cổ phiếu đang trong một cái cả dòng ngân hàng á thì nó đang trong một cái pha BU, pha test lại nè, thì sau quá trình mà pha BU nè, thì pha BU lúc nào nó chả tạo cho anh chị một cái tâm lý là mọi người phải chán nản, mọi người phải bán ra cổ phiếu, thì nó mới gọi là vùng gom hàng chứ, làm gì có cái vùng gom hàng nào mà tâm lý nhà đầu tư hưng phấn thì làm sao tổ chức họ gom anh chị, lưu ý ha mọi người ha. Đấy, thì đó là với bản chất vận động của các dòng các ngành cổ phiếu của dòng ngân hàng. Và mọi người chỉ cần phân tích vào những cái diện cổ phiếu như là STB thôi, để chị mình thấy được là cái tín hiệu khác biệt giữa quá trình tích lũy và quá trình đi lên nè. Anh chị mình nhìn vào quá trình tích lũy gom hàng nè, mọi người nhìn về mặt bằng chung cái yếu tố về khối lượng nha, mọi người nhìn là cái giải khối lượng gom hàng thì bao giờ nó cũng phải kiệt đi, nhưng mà khi mà chuyển pha từ quá trình tích lũy sang quá trình đẩy giá nè, thì anh chị mình thấy một cái tín hiệu khác biệt của STB bắt đầu nó nâng tầng dòng tiền,
Ví dụ cái tầng volume ở đây nó sẽ rơi vào dao động trung bình là khoảng tầm gọi là dưới 10 triệu cổ phiếu. Nhưng bắt đầu anh chị thấy cái tầng volume của những cổ phiếu STB đây nó khoảng tầm dưới 20 triệu cổ phiếu. Tức là cái yếu tố về tầng dòng tiền đã được nâng lên. Thì đây là gì? Đây là dòng tiền của tổ chức anh chị. Đấy, một cổ phiếu đó, sau quá trình gom hàng nó đột biến về khối lượng nè, một cái dạng giải khối lượng lớn nè. Anh chị mình sẽ nhìn là đó là những cái dạng siêu cổ phiếu đó, chứ không phải là đơn giản đâu anh chị nhé. Anh chị mình nhìn vào những cổ phiếu như là DG nè. Anh chị mình nhìn nè. Rồi cái tầng dòng tiền trong một quá trình từ quá trình tích lũy sang đẩy giá rồi sự chuyển đổi trạng thái. Bây giờ mọi người nhìn những cổ phiếu như DG nè. Cái giảm khối lượng nè, anh chị thấy quá trình gom hàng tích lũy khối lượng nó thấp không? Dưới 10 triệu cổ phiếu. Nhưng bắt đầu những cái trạng thái xác nhận đi lên và nó bước vào những quá trình đẩy giá nè. Mọi người nhìn nè, cái tầng dòng tiền bắt đầu nó nâng lên. Nó nâng cái tầng dòng tiền lên anh chị mình ha. Nó nâng cái tầng dòng tiền lên nè. Sự đột biến vào cái giải khối lượng dòng tiền duy trì nè. Ví dụ một phiên thì mình không nói. Nhưng mà đây là duy trì giải dòng tiền liên tục nè. Đấy. Trong một cái quá trình thì tái tích lũy lại. Anh chị mình thấy đây Fabio tái tích lũy lại của cái cổ phiếu của như là DG nè, mọi người không? Tái tích lũy lại nó cũng rủ ghê lắm chứ. Thời điểm này mà em nói chị mua sai điểm trên đây nè, DG nó chỉnh xuống một cái về 23 lỗ khoảng tầm 20%. Nhưng mà liệu nó có đau trend không? Chắc chắn chị mình là không. Mọi người phải nhìn vào tổng thể một cái giai đoạn vận động, chứ không phải chị mình nhìn vào từng phiên. Thì sau đó nếu như mà ai nói những con như DG nó phân phối đỉnh nó rơi nó kết thúc chu kỳ thì em nói chị mình chỉ ngồi nhìn cổ phiếu nó đánh là 100 thôi. Đấy. Thì lên trên đây nó mới FOMO nè. Cho STB nó vận động trong pha BU như thế này là bình thường để cho anh chị mình nắm ha. Đấy. Đó là cái yếu tố mình phân tích với chị mình nó rất rõ ràng về các cổ phiếu trong dòng ngân hàng. Đấy. Cho nên đó là chiến lược của hệ thống bên em ha. Đấy, mình vẫn nắm cổ phiếu dòng ngân hàng bình thường thôi. Tại vì hôm tối hôm qua có nhiều anh chị mình hỏi em có bán hay không đó. Thì quan điểm của mình nó rõ ràng. Đấy, mọi người phải quan sát kỹ về các tín hiệu, chỉ cần khối lượng thấp là ok. Đặc biệt nhóm VN30 nhóm VN30 đoạn này nó quan trọng hơn. Còn VN Index anh chị mình thấy cái cổ phiếu mid cap bắt đầu có đi lên, cái số lượng cổ phiếu mid cap đi lên nó rất là ít. Đấy, thậm chí ngược lại trường hợp nó phân hóa nó còn bị bán có lượng lớn nữa đó, cho nên chị mình sẽ thấy về những cái vận động. Ví dụ như ngoài ra, ví dụ như ngày hôm qua có những cổ phiếu dòng thép xem như thế nào, ví dụ Nam Kim nè, Nam Kim đây cũng có quá trình nó test lại đấy và nó pivot đi lên được nè, cho mọi người cũng theo dõi lại một vài cổ phiếu như thế này xem từng sau nó phản ứng ra sao. Con này cái T cộng về giữ giá được thì đôi khi nó có những điểm đánh ngắn á chị, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là một vài cái cổ phiếu trên thị trường mà hôm nay mình chủ yếu làm cho anh chị một cái video để mọi người tập trung về cái cổ phiếu của dòng ngân hàng để mọi người hiểu được. Tại vì dòng ngân hàng em nói chị mình, dòng ngân hàng nó tích cực, dòng ngân hàng nó còn ổn là thị trường của chúng ta vẫn còn ổn bình thường, thị trường vẫn trong biên sideways mà. Đấy, còn cái việc thị trường lên chỉnh là tất yếu, những cổ phiếu ngân hàng nó lên nó chỉnh nó rơm gom lại hàng nó chỉnh xuống nó rủ nhà đầu tư là bình thường, nó không phải là yếu tố về rủi ro. Đấy, cho nên chị nào đồng điệu về những cái quan điểm nè. Đấy, anh chị nào mà gọi là đang cầm cái cổ phiếu ngân hàng nè thì mọi người có thể đồng hành cùng với nhóm. Đấy, cho nên quan điểm của mình là hệ thống mình không có sợ dòng ngân hàng nó chỉnh, mà mình chỉ sợ nó đạt đỉnh thôi. Nhưng mà để một cái dòng cụ một sóng dòng mà nó đã đạt đỉnh á thì nó phải có những quá trình chạy nước rút. Anh chị mình nhìn vào SHS nè, để một cái dòng mà nó đạt đỉnh á, anh chị mình thử nhìn nè, nó chạy nước rút nó phải có quá trình cả dòng chạy nước rút nè. FTS nè, cả dòng chạy nước rút nè. Anh chị mình nhìn BSI nè, cả dòng chạy nước rút nè. Khi nào chạy nước rút như thế này anh chị mình lo. Còn cái việc mà ví dụ nó lên á, mọi người cứ đoán nó chỉnh á, thì em nói chị mình luôn cứ càng đoán nó chỉnh càng sợ nó chỉnh, không bao giờ cầm được hàng. Tại vì cái quá trình cổ phiếu đi lên thì mục đích liên tục phải tạo những cái quá trình điều chỉnh chứ, để làm gì? Bây giờ thấy chỉnh ghê không? Nhưng mà quan trọng sau đó như thế nào, nó chỉnh lên tầm 15% sau đó quay lại đi lên. Chỉnh là hoạt động loại bỏ sự đu bám của nhà đầu tư, nó gọi là 7749 kiếp nạn trong quá trình đi lên. Cho nên miệng thì nó là đánh sóng dòng nắm giữ đó, nhưng mà thực chất sẽ rất khó để cho anh chị mình cầm nắm được những cái đoạn điều chỉnh này nếu như mọi người thiếu đi một cái hệ thống hỗ trợ. Đấy, cho nên video ngày hôm nay cũng ngắn gọn đến đây. Anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì mọi người để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Đấy. Chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Anh chị nào muốn đồng hành cùng hệ thống thì mọi người liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945866915. Hiện tại mọi người mở mới tài khoản ở hệ thống sẽ được miễn phí giao dịch 0% trong 6 tháng cũng như chọn tài khoản số đẹp và có chương trình ưu đãi về lãi suất margin. Quan trọng nhất là chúng ta đồng hành với nhau, đồng quan điểm về cái cổ phiếu của dòng ngân hàng. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều.